Ngã xuống mất máu á. Ta chả có gì cả. Nhà dân làng không? Làng đấy. Phía trên núi cát đấy. Tuyết nhà dân làng ở trên núi tuyết ảo thế nhỉ? Vẫn có ngôi làng ở trên núi tuyết đấy. Đẹp không anh em? Quá đẹp luôn. Làng trên núi tuyết luôn. Gì nhỉ? Đâu thư viện sao chẳng có cả tầng hai cơ, đóng cửa lại vậy chứ. Xin kệ sách nhá. Đứa trẻ con càng rộng phết đấy, đùa đâu. Càng này cũng rộng phết đấy. Gì mà xuống hết mất hai máu. Đùa nhau à? Nó ngủ hết rồi. Làng nằm ở núi tuyết. Làng này nằm ở núi tuyết anh em ạ. Mấy phút này. À không à. Có gì đặc sắc nhỉ? Cái cưa có gì đâu. Toàn nhà dân. Xem nào.
đây khi mèo đây là tuyết rồi. Con mèo như giết con mèo nó có tơ đấy. Cần ấy đâu, không cần sợ zombie. Zombie sạch nhà đấy. Qua anh em ơi. Đứng trên gốc cây buổi đêm nên an toàn. Để chọn con vô thì khó thế. Vẫn gặp zombie thôi.